con thành công sinh tố sư bằng sức mạnh chúng con tôi giữ con quỷ này. Càng con đại. Sao tổ sư còn biết chúng ta vậy? Nó đã bị tới ta rồi, nó sẽ yếu đi, ghi nhận điều việc nó đi. Lên quyết tu ra như quỷ. Nó chết chưa?